nhưng mà anh thấy không, nó lắng xuống rồi, nó lắng xuống rồi cái bắt đầu cái vợ lên tới anh Nguyễn Thành Hải. Kiếm vợ vợ mày mày giấu đâu, mày bắt người ta kiếm, người ta biết đường đâu người ta kiếm. Nếu mà con vợ nó còn lảng vảng ở bên ngoài không ngừng đặt thay này thấy người kia cũng thấy, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Đâu có mà vụ mà mất xác được, miệng đời mà anh cũng biết miệng đời mà. Giờ giờ chơi chung băng cái nhỏ này không nói, người khác cũng sẽ thấy, người ta sẽ lên này rầm rộ trên cả nước rồi, biết hết rồi, mà này không có luôn là con vợ nó có vấn đề rồi. Mấy ông có nội YouTube đó quay hồi đầu không xác minh nè, hồi đầu con vợ nó kêu tới quay ạ. Nếu mà điều tra là camera ngóc ngách ở trong cái đường nhà nó là sẽ ra hết. Em không làm YouTube thiệt mà cái vụ đó nếu mà điều tra ra cũng dễ thôi. Cô vợ mày đi ngày nào giờ nào, biết đâu con vợ nó đi nó dí theo nó lỡ tay cái gì sao. Em nói anh hiểu không, đúng là một cái vở kịch rất là có bài bản luôn. Rồi giờ tới ông cố nội Nhật nữa thiệt, rồi giờ tới thêm mở ra một người nữa, quá hợp luôn. Vậy đồng tiền không mà cứ ra nảy sinh ra ý định tùm lum hết, giờ loạn hết rồi. Bây giờ á, nếu mà Mạnh Thường Quân á, em có lời nhắn cho đến Mạnh, các Mạnh Thường Quân có lòng hảo tâm nên giúp những trẻ mồ côi sơ sinh, vì nó không ai chăm lo cho nó không cha không mẹ không cô không bác nè. Tại sao mấy người đó mà không giúp mà đi giúp ít ra cái thằng hạng này, anh công nhận không, cũng còn bên nội bên ngoại chú bác đầy đủ. Còn thằng Nhật cũng vậy, ông bà nội ở khác tên chắc, anh công nhận không, Vâng. toàn là giúp cái gì đâu không. Mà lên rồi đã rồi giờ bà, chị Hạnh chỉ lên chỉ quát lợ lỗi nó ra từ ở đâu, xuất phát ra từ ở đâu, từ ở do nơi chỉ, chứ không có đừng có giờ đừng có lên phát. Em nghe mấy ngày nay chỉ lên chỉ chửi nó nổi lòng tham nó từ đâu ra, chị suy nghĩ lại đi chị Hạnh, ít ra nó còn ông còn bà như đó. Nó giờ giờ con Phượng Anh nó đi về bên nội nó đưa đi ăn học đồ đàng hoàng, không có đồng tiền. Chị từ ngày xưa giờ ông nội bà nội nó cũng lo tới học lớp 5 được mà, anh công nhận không? Đúng rồi. Mà lại sao cái khoản tiền đó chị không biết chị để chị giúp đỡ cho những cái em trẻ không có cha không mẹ, cha mẹ bệnh hoạn chết hết, còn hai ba em nhỏ đây mà chị đi giúp những cái thành phần mà người ông bà người ta còn đang nuôi nấng người ta được, làm chuyện tào lao rồi lên tác lự. Thì em cũng gỡ lời đó, em hy vọng là các Mạnh Thường Quân xem xét lại những cái gì mình đang giúp, dù gì các em đó nó còn ông còn bà còn cô cần cậu nó ở kế bên. Dạ vâng. Thì em hy vọng là các Mạnh Thường Quân trên cộng đồng cả nước này mà chung tay á, giúp người là rất tốt, nhưng mà giúp đúng thành phần, mình không có tức. Như em không có, em đi từ thiện chứ em không có cho tiền. Em mua gạo, em mua các thực phẩm, em nấu cơm đồ, em đi phát bệnh viện đồ chứ em không có cho tiền. Cho tiền là mình cho người ta cái lòng tham á. Rồi thôi em cũng chúc kênh anh mau phát triển nha anh. Dạ vâng, Hôm cảm ơn nay em nhá. Cảm ơn em dạ ạ. rồi hôm nay em cũng ngày nào em cũng xem kênh của anh á. Dạ vâng, bởi vì vụ việc của ông Hận này thì thực ra là ai cũng bức xúc hết ạ. Thực ra là Dạ người ta đúng. cũng nói rằng là bây giờ sức dài bây giờ không lo làm, cứ trông chờ vào những cái đồng tiền người ta giúp, rồi là bây giờ giúp Thì rồi là bây giờ không chịu đó, làm nữa. bởi vì vì cái chỗ đó mà em mới khuyên Mạnh Thường Quân nên nghiên cứu kỹ lại, không nên giúp những cái thành phần, những cái tướng như con trâu nữa. Dù gì nó con nó biết con nít ai không tội, nhưng mà ít ra nó cũng còn ông bà còn bà nó kế bên, anh hiểu không? Còn ông bà nội bà ngoại đồ đầy, ông bà nội bà ngoại giờ mấy Mạnh Thường Quân là không giúp ông bà nội bà ngoại nó có bỏ nó không? Không bao giờ bỏ, anh công nhận không?
Nhưng mà còn những cái thằng bằng như cái anh biết cái cô Hương gì ở Rạch Giá ở Kinh Sáu mà đi gom thai nhi không? Ở đó với bây cổ nuôi mười một năm chờ nuôi mười mấy đứa trẻ, một cổ chấp nhận bán tài sản cổ nuôi mà, rồi sau này mới có anh gì mới tới quay trao được một mấy chục triệu đó. Những cái cảnh đó mấy cái em đó đó không cha không mẹ mà một mình tay cô đó nuôi cho đi ăn học, anh thấy không? Anh coi cái cảnh cô Hương Sáu á đi gom xác thay như giờ cho má đó, trong tay hộp sữa tí gạo cho cô đó nuôi mấy đứa trẻ đó, vì người ta không có cô không có chú, sau này nó lớn lên nó còn nghĩ lại rồi nó từ đâu ra, từ ai giúp nó sẽ giúp lại người khác, còn giúp mấy thằng này để như tiền mình đi đi đổ sông đổ biển, anh hiểu không? Anh công nhận em nói không? Dạ vâng đúng rồi. Giúp những cái thằng bằng kia người ta lớn lên nó mồ côi nhờ ông bà cô bác giúp nó nuôi nó sẽ làm lên, nó sẽ giúp lại hoàn cảnh khác, còn cái xã hội này còn nhờ nó được, còn những cái thành phần này giúp nó trời ơi trời, cứ quay lên là rót tiền về mua nồi mua niêu đồ ôm chạy, bắt đầu ôm chạy y như là anh coi coi y như là đóng phim vậy đó, coi mà mắc cười, bởi cái xã hội này bây giờ dân nó nổi lòng tham lên là do từ đâu ra, từ gì đồng tiền mà đồng tiền đâu ra, mạnh thường quân dễ dàng quá, dễ dàng lấy tiền mạnh thường quân quá, nghe lời mấy ông có nội vô túp tào lao đó tới quay cái bắt đầu nói này nói nọ cái bắt đầu rồi bắn chèo tiền qua mua cho em cái tủ lạnh, mua cho em cái tivi, sướng không? Ai ai không có lòng tham, anh công nhận em nói không? Dạ vâng. Tự nhiên cái có người quay cái bắn chèo cái rồi có cái tivi tủ lạnh có chiếc xe, chẳng khác nào mình tạo được cái điều kiện cho nó nổ máu tham lên rồi cái được 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 một rồi cái đâu có ngừng lại, bắt đầu suy nghĩ ra dễ quá mà, Dạ vâng. anh công nhận không? Như Đúng thằng rồi đó, Hạnh giống dòng hận đó, bây giờ đâu có chịu làm đâu, bây giờ làm ít tiền quá mà. đó nè, thằng Hạnh nè, em nhử nó mấy ngày nay tin nhắn em còn chút em sẽ gửi cho anh coi, em kêu nó về quận 9 chạy xe cho em hai cái nhà em sẽ em cho nó ở một cái cho con nó về đó đi ăn học luôn, tháng em trả nó 15 triệu rồi em cho tiền con ăn học nữa, nó không chịu đi, tin nhắn em còn, mình thử coi cái lòng nó sao, anh hiểu không? Nó hô thôi em không để làm đâu anh ơi, nè ghi âm đồ nó gửi cho em nè, em giả bộ em là nhắn tin em trai đồ em đi làm đồ không, nó từ từ em moi cái thằng đó, nhưng mà em dám khẳng định với anh con vợ nó không còn, Chắc em là em dám bởi vì khẳng định với anh luôn. nó khẳng định luôn mà, nó những cái lời nói của nó giống như kiểu là vợ, nó không thể nào mà đối đáp được với nó mà. Em khẳng định ban đầu lận ban đầu là em lên kênh của anh Lục Tàng, em nói rồi, em nói kênh anh Lục Tàng ban đầu là em khẳng định là con vợ nó không còn, nếu mà con vợ nó còn á là trong vòng một tuần nữa con vợ nó sẽ lên tiếng, nếu mà con vợ nó không lên tiếng là con vợ nó không bao giờ còn, tại những cái gì nó nói ra nó nhất quyết là con vợ nó không có thể nào ra mặt được đối chứng với nó, hiểu không? Nó đổ lỗi về hết cho con vợ của nó, như bây giờ cái cảnh thằng Nhật này gì cũng vậy, ùa nhau đổ lỗi về hết cho con vợ của nó, cái lúc bữa hổm nó lên á con vợ nó phát lại á bên này im, cái bây giờ con vợ nó không đi cái bắt đầu giờ đổ dồn dập về cho con vợ nó, anh thấy chuyện vô lý không? Ấy như một cái vở phim mà cho cái xã hội này nó coi hàng ngày, anh hiểu không? Rồi cái đâu giờ cái má nào ở xuất hiện tới là đầu làm vợ ông cố nội Nhật đó, mà cái má đó không biết bị gì, có bị chạm dây không nữa thì anh công nhận không, con vợ em nó coi mà nó nằm nó ôm ruột nó cừ hồi tối, nó em hỏi nó bà bị điên hả gì, Cái vụ cái bài đến ở nó giống như là đợt trước thằng Hận này có bà có con Thúy đến ở đó. thì đó
y như cái kịch bản, nhưng mà cái kịch bản của Nhật này em dám khẳng định với anh là nó nghiêm, nó có kinh nghiệm rất nhiều, không ai biết được. Nhưng mà cái này em dám khẳng định với anh một điều là một cái kịch bản luôn. Vâng. Em nhìn người không bao giờ lầm đâu anh, em nói thật anh, thằng Hằng này ban đầu là ngày đầu tiên nó quay lên em thấy cái mặt nó, cái thằng này không phải dạng vừa, từ đâu mà ai biết nó bằng cái bộ đồ hàng hiệu, cái nón hàng hiệu em nói ra nè, từ đâu em tới hỏi ông Huy Hùng, anh chưa chắc gì anh đã bằng cái bộ đồ, bằng tiền bộ đồ của nó. Vâng. Em nhìn người không làm đâu. Còn cái thằng Nhật này nè, đâu đâu đủ rồi chứ từng thấy. Cái đó là một cái dở tuồng. Vâng. Em nói với anh coi có sai một chỗ nào không? Từ từ anh sẽ thấy. Vâng. Bởi vì vậy em mới muốn gửi lời tới anh chị Mạnh Thường Quân. Bây giờ muốn giúp á, giúp những cái em trẻ mà mẹ bỏ đẻ ra rồi bỏ, không cha không mẹ, nó không biết mặt chú ông bà nó là ai, nên giúp những cái cảnh đó, thành phần đó sau này nó lớn lên nó đi làm nó còn nhớ lại rồi nó sống từ đâu, từ nhờ ông bà cô bác cứu mang nó sẽ giúp lận những người khác, xã hội này còn nhờ nó được. Em có nói anh công nhận đúng không? Dạ. Con giúp với gì đâu mà tướng như con trâu giặt trâu còn chết. Rồi, như ông Hận này, ông đi làm giờ ông ấy nhờ người là ông đi làm, ông ấy không có lên mạng nữa, ông vẫn có đủ tiền ăn uống ấy chứ, nhưng mà ông không kiểu là giờ ông ấy không muốn đi làm nữa. Cái lên mạng kiếm tiền dễ quá rồi. Nói chung là dễ lấy tiền quá mà anh, đi Đúng làm rồi. đi bán vườn vận ngày nhiêu em cho nó bán ngày vườn ngày là 500, đi làm chạy xe em bán 20 triệu. Bây giờ trong khi nó gỡ con nó hết này, con đi học hết rồi nè, đi chạy xe em bán 20 mà không đi, đi chở nhà bán vườn tháng 15 triệu. Nghĩ đi, cái đó là một cái dấu chấm hỏi mình rất lớn lớn đúng không anh? Bởi vậy em hy vọng các mạnh thường quân nghiên cứu lại về sau này những cái cảnh nào nó quay quay cậy mẹ nó, đừng có giúp bất cứ thành phần nào những cái cảnh mà vợ bỏ chồng bỏ, lúc mày chơi mày có kêu anh ơi em chơi vợ em hết nổi rồi anh tới phụ em, khi mày đẻ ra mày 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 lên mày la làng mày kêu người ta phụ nuôi mày không sửa, anh công nhận em nói không? Em buồn cười quá. Không, này em nói thật sự, khi khi mày mày làm anh ơi em làm hết nổi rồi, vợ em nó mạnh quá em làm hết nổi rồi, anh tới phụ em không có hay là chị ơi tới giúp giùm em mà. Mà khi mày đẻ ra cho cả đống rồi cái bắt đầu mày kêu anh ơi cho em mà anh ơi cho em ký gạo, anh công nhận không? Dạ đúng rồi. Đừng nên giúp những cái cảnh này nữa, là cái xã hội này nó lắng xuống, nên giúp những cái cảnh mà như nãy giờ em nói trên, những em không cha không mẹ rồi đẻ ra nó bỏ lề đường, những cái cô bởi vì cho quát gom về cái cô nhi viện nuôi đem tới đó giúp nó, gì đâu mà quay lên giờ anh thấy không, có 2 3 tháng nay mà bao nhiêu cái cảnh mà vợ bỏ đi rồi con chồng kêu tới quay rồi cái thế này thế nọ tùm lum á, tiền không mà nó đâm ra nổi loạn. Rồi thôi em có lời gọi anh vậy, em cũng hy vọng là các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước mà nghiên cứu xem xét lại cái gì mình giúp cho nó chính xác chút, đừng có nghe lời mấy ông cứu nội YouTube mà tào lao là quay cái thế này thế nọ. Em bảo em sao em không đâu có điện mấy cái YouTube nào, em coi kỹ lắm, như anh với anh Lan tại Sài Gòn em điện vì sao không, vì mình em xem những cái kênh YouTube đó người ta nói chuyện không có tào lao, anh hiểu không, chứ không phải mà em muốn điện là điện đâu anh. Dạ vâng. Dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh đã góp ý nha. Nói chung là bây giờ cũng tất cả mọi người đều bức xúc về cái vụ việc này nên đều lên án lắm. Rồi cảm ơn anh đã góp ý nha. Dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều. Rồi. Dạ.